Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Hờ Hen Ye trầm tư, lặng người trong chuyến thăm Côn Đảo cùng các nghệ sĩ. Vừa qua, trong khuôn khổ chương trình Mùa Xuân Biển Đảo lần thứ 10, Hoa hậu Hờ Hen Ye xúc động khi có dịp viếng thăm và tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Côn Đảo. Hoạt động này thuộc khuôn khổ chương trình Mùa Xuân Biển Đảo 2021 diễn ra từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 1 tại huyện đảo Côn Đảo. Chương trình do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà văn hóa thanh niên và báo Tuổi Trẻ tổ chức. Đồng hành cùng với chương trình, tối ngày 19 tháng 1, Hờ Hen Ye diện áo dài trắng quàng khăn rằng đến với Nghĩa trang Hàng Dương để tham gia lễ thắp nến tri ân. Đại diện đoàn, Hoa hậu Hờ Hen Ye phát biểu cảm xúc khi có mặt tại Côn Đảo. Lần đầu đến Côn Đảo, Hen rất xúc động và đau xót khi được nghe những câu chuyện từ hướng dẫn viên về sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Họ đã hy sinh bản thân vì độc lập tự do dân tộc. Vì vậy, Hen nghĩ rằng giới trẻ nên sống có lý tưởng, cố gắng phấn đấu nhiều hơn để đóng góp cho đất nước. Đồng thời, cô hy vọng giới trẻ sẽ có cơ hội đến Côn Đảo, trực tiếp lắng nghe và tìm hiểu những câu chuyện về các anh hùng liệt sĩ. Qua đó có thêm sự tự hào trong yêu nước và sống tích cực có trách nhiệm với cuộc đời. Do quá xúc động suốt chuyến đi thăm viếng, Hờ Hen Ye trầm tư và ít cười hơn mọi ngày. Cũng trong khuôn khổ chương trình, Hoa hậu Hờ Hen Ye và các khách mời đã đi thăm, tặng quà cho các cán bộ chiến sĩ và người dân ở Côn Đảo. Khoác lên mình chiếc áo có in hình quốc kỳ, Hoa hậu Hờ Hen Ye vô cùng tự hào, cô cảm nhận rõ trách nhiệm của một người trẻ đối với đất nước. Thời gian qua, Hờ Hen Ye tập trung đóng phim nên hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Cô tiết lộ hiện tại đã hoàn thành xong các phần đoạn của mình. Cô sẽ tái xuất làng giải trí thông qua nhiều hoạt động khác nhau. Bên cạnh đó, Hờ Hen Ye cũng dành thời gian cho các công tác xã hội, đồng hành cùng các dự án, chương trình hướng tới cộng đồng. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.